quý vị đến với Chuyện phố phường thứ 6. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày gọi là tiền Noel. Là bởi vì sau show này, show sau nữa đó là show sau là ngày trước Noel một ngày, hai ngày. Coi như là rồi tuần sau đó lại là trước Tết Tây một ngày. Nên chúng tôi phải gọi là tiền Noel thôi, còn hai tuần nữa. Nhưng thưa quý vị, ngày hôm nay đặc biệt trong chương trình tiền Noel đầu tiên, chúng tôi luôn đã mời được một cô em rất là dễ thương, hát hay nữa, xinh đẹp, đó là nữ ca sĩ Phương Thùy. Xin chào Phương Thùy. Phương Thùy xin trân trọng chào anh Lu, chị Lan và chị Mỹ Linh. Lan Lu Linh, Phương Thùy. Lan Lu Linh, trân trọng. Em đừng có trân trọng đây. Coi như là hồi nãy em không nghe, em ngồi trước đây. Thưa quý vị, trước khi ngồi đây á, chị Trang Thanh Lan, chị nói chỉ là một cái lò đào tạo gì chị? Ác nhân cốc. Ở đây gọi tạm gọi là ác nhân cốc. Người nào xuất thân từ cái cốc này ra là phải ác nhân. Nghĩ sao show này là trở thành em mà cái miệng cũng có hỏi dữ nữa hả? Đã rất là lâu rồi em mà được lên cái chương trình và được nói chuyện với anh chị thì rất là vui. Và em có một cái buổi như vậy, em nghĩ rằng là rất là quý cho em để mà lưu lại kỷ niệm cho với em. Tức là nó xàm nữa quý. Dạ. Chứ còn lên trịnh trọng em nói cho em show này em đừng có nghiêm trọng. Em trịnh trọng quá thì hết hồn. Dạ. Hết hồn quá, show này là nó xàm ha. Nhưng muốn gì nói đó thôi. Nghe chung tử lưu là tiền Giáng sinh, trời chị tưởng tiền bạc ai tiền em cũng tưởng tiền bạc đó, em nghe tưởng nói mà làm xong có tiền. Thôi những người phụ nữ tham tiền. Tiền tham ai tham gì vậy trời. Phương Thùy ơi, em giới thiệu về em chút xíu đi. Anh biết em thì lâu rồi là bởi vì thưa quý vị, ngày xưa khi mà Phương Thùy còn ở Việt Nam thì Trung Tử Lưu đã phát hành cho Phương Thùy lúc đó là Trung Tâm Ca Dao một cái bộ đĩa rất là đẹp mà Phương Thùy hát, gọi là một cái bộ đĩa mà cái hình thức là gần như là một trong những cái đĩa hiếm hoi ở Việt Nam, làm với hình thức mà hình như cổ bán như một căn nhà để làm cái bìa đó. Bây giờ đây hả, Trung Tử Lưu với Phương Thùy, cho chị xin một hai giây đi. Xin giới thiệu đến quý vị một người quen thuộc với chúng tôi, nhạc sĩ Mai Trí Dũng. Chị được kìa không? Chị làm ngắt rồi đó. Bây giờ coi như là chị mời Thùy, chị xin mời Phương Thùy. Em nói chút xíu về cái chuyện đi hát của em từ hồi nào đi. Dạ. Xin kính chào quý vị khán giả là những cái fan ruột của Chuyện Phố Phường. Phương Thùy với anh Trung Tử Lưu là thực sự là Thùy coi anh Trung Tử Lưu giống như anh ruột, còn dạo này hay nói là anh ruột thì anh ruột này anh ruột á, tại vì Thùy rất biết ơn anh Trung Tử Lưu. Khi mà hồi xưa Thùy còn trẻ là Phương Thùy, những cái album của Phương Thùy mới phát hành á, mà hồi xưa mình ở Việt Nam mà mình được một cái anh mà một trung tâm ca dao mà ở bên Mỹ mà phát hành nhiều cho mình, cái đó nó rất là quý và mừng ơi là mừng, như là mình được bắt được vàng vậy đó. Thì anh Lu anh phát hành và từ đó tới bây giờ anh luôn theo dõi những cái bước đường của Phương Thùy đi, và anh luôn khuyến khích và anh động viên Phương Thùy rất nhiều, và anh tư vấn và anh hướng dẫn cho Phương Thùy rất nhiều. Nhưng mà nói chung là Thùy cũng chưa có thật sự mà cái nghề ca sĩ mình vô giống như mình yêu nghề lắm, cho nên mình không có nghe lời thầy hướng dẫn. Cho nên nhưng mà mặc dù rằng anh ngược lại là anh Trung Tử Lưu rất là yêu nghề ca sĩ, anh làm ra bao nhiêu album, anh làm ra bao nhiêu bài, mình nhìn mình thấy rất là ngưỡng mộ và mình nghĩ ồ tại sao mình không có làm như ảnh. Nhưng mà mình nhìn lại thì mình thấy là cái động lực của mình nó vơi bớt đi, nó không còn như lúc trẻ nữa, là tại vì mình đã có gia đình. Dạ không chị Lan, dạ. Chị Lan nhìn có già không? Nói nha, em còn trẻ lắm đó, trời ơi, trẻ đẹp vậy. Tự nhiên em nói câu đó em đụng chạm hết biết bao nhiêu người, nhất là ba dạ, người trong đây không? Như là trái tim. Ok. Bởi sao rồi em cứ việc nói đi. Dạ. Thì cũng buồn riết quen rồi. Dạ. Gì buồn. Nói chung là hồi xưa. Nói chung là anh coi như là anh Lu lúc đó là đàn anh mà anh môi anh bóc mình ra ngay cái lúc mà cái thời điểm mình giống như những cái album đầu tiên nó còn non á chị. Non nớt mà anh lấy cái album đó để anh giới thiệu cho những khán giả tại hải ngoại, thì cái điều đó là thì rất là quý và cảm kích lắm rồi. Mà ngược lại thì còn thêm nữa, anh còn ưu ái, anh lúc nào anh quan tâm, anh cũng lo lắng, anh book show cho Thùy đi hát chung với ảnh, rồi ảnh hay bất cứ cái chuyện gì mà về show là ảnh đều và kêu Phương Thùy đi hát với ảnh. Cho nên là đối với Phương Thùy lúc là anh luôn như một người ơn của Phương Thùy đó, anh guộc. Nói mà gơi nước mắt, muốn gơi nước mắt, gơi lệ như chị khóc trước rồi. Thưa quý vị, chút xíu nữa quý vị sẽ nghe tiếng hát rất là đặc biệt của Phương Thùy, và mong quý vị sẽ ủng hộ tiếng hát này, bởi vì cô bây giờ là một nhà tạo mẫu tóc đang
truy tìm và săn lùng cũng như đang sáng tác đi tìm những cái kiểu mẫu tóc để cô làm mà em thích nghề này đúng không? Nghề tóc. Dạ. Hồi xưa đó là em mình có đã có năng khiếu này rồi. Khi mà tất cả em đi hát á, mình chưa có biết về cái nghề tóc là gì, nhưng mà khi em đi hát là em đã biết em bới tóc như thế nào, rồi em gắn lông, rồi em tự mấy cái sợi lông á chị. Lông gì? Mấy cái, quên, sorry. Lông vịt, lông vịt. Những cái lông mà lông nó làm lông gà hồi xưa người ta chắc lông là làm lông gọi lịch sự là lông vũ. Dạ. Lông. Nhưng mà hồi xưa ở Việt Nam á là người ta cũng hiếm, em phải qua Thái Lan em mua, người ta mới làm bằng handmade, cái chuyện làm lông rất là đẹp mà làm màu sắc rất là đẹp. Em từ nhỏ mình đã thích rồi, mình về mình kết lại, mình làm cái gì em gắn lên trên đầu vậy nè, rồi mình đi hát á, mình ngồi ngoài, mình đi ngoài đường ở Sài Gòn á chị, lông vậy nè, mẹ em ngồi cái xe gắn máy đằng sau em nứt vậy nè đó, tại mình điệu thôi mình gắn trên cái lông tả. Lông màu sắc dữ dội lên như con công á, thì ngược lại là mình đi ra hát thì nó hơi hay là em nó thụp xuống, là em sợ gió nó bay mất gãy cái lông của em đó, cho nên là mỗi một ngày em nó nghĩ tạo ra một cái kiểu kiểu gì rồi đó. Nhưng mà khi mà qua bên đây á, thì mình không có, mình chuyển cái nghề khác thì mình chọn cái nghề hair stylist để mình làm. Nếu em cần người mẫu tóc mẫu em lấy tóc anh luôn. Dạ. Sởn dài rất là đích đáng. Một câu chuyện rất là đích đáng, tự nhiên biết tóc của anh nó rất là ít. Thưa quý vị, bây giờ Trung Tú Lu xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đầu tiên đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bước vào phần ca nhạc đặc biệt tiền Noel. Tiền chứ không phải là tiền bạc. Thưa quý vị, cơ sở thương mại đầu tiên xin được giới thiệu, đây là một cái cơ sở mới, cũng đã mới đi với của Chuyện Phố Phường được vài tuần thôi. Thưa quý vị, Đông Trùng Hạ Thảo, công ty Đông Trùng Hạ Thảo này là của công ty mang tên là Calculator Foods ở miền Nam California. Và đặc biệt họ sẽ đưa ra thị trường 3 loại đông trùng hạ thảo rất là đặc biệt. Loại thứ nhất thưa quý vị là cái đông trùng hạ thảo số 1. Những cái chai này là những chai concentrate, có nghĩa là những chai nước mà nước cốt đó thưa quý vị. Một chai như vậy là 100ml và có thể uống đến 20 ngày. Một chai như vậy là 100ml và có thể pha với nước uống 20 ngày. Chai thứ nhất Cordyceps số 1 này để dành cho những người nam phụ lão ấu, nhất là những người càng lớn tuổi càng muốn mát thân thể mình mà không có dùng được hát nhân sâm, không dùng được những cái loại dược thảo khác như yến chẳng hạn, hoặc là không có điều kiện, thì chúng ta có thể dùng cái đông trùng hạ thảo số 1 dành cho những người già, những người muốn ăn ngon ngủ yên, những người trẻ mà mệt mỏi hay mệt mỏi suy nhược. Đó là loại số 1. Loại số 2 đó là Cordyceps số 2 dành cho những các ông, các bà, các cô, các cậu để mạnh về sinh lý và mạnh về cái sức khỏe bổ thận và giúp cho hạnh phúc gia đình được viên mãn hơn. Đó là loại đông trùng hạ thảo số 2. Loại đông trùng hạ thảo thứ 3 nó cũng giống nhau nhưng mà nó có số thôi thưa quý vị. Riêng loại đông trùng hạ thảo thứ 3 thì dành cho những người mà bị ung thư thưa quý vị, muốn xạ trị, muốn sử dụng cái đông trùng hạ thảo giống như một cái chất bổ để chúng ta có thể ăn uống ngủ nghe được và có thể có sức để xạ trị, để hóa trị. Đây là một loại rất là quan trọng, giúp đỡ rất là nhiều cho những người bị ung thư. Ba loại đông trùng hạ thảo này có mặt hết tại Tân Tú Quỳnh, là cơ sở đại diện độc quyền bán sỉ và lẻ cho công ty Calculator Food. Cảm ơn chị Xuân rất là nhiều đã giao cho Trung Tử Lưu và công ty Tân Tú Quỳnh về cái nhiệm vụ này. Và quý vị cũng biết công ty Calculator Food thực sự là không phải là cái công ty lạ, tại vì 2 năm nay Trung Tử Lưu đã giới thiệu cái sản phẩm, một cái sản phẩm của chị rồi, của công ty này rồi, đó là những sản phẩm trà thưa quý vị, đó là trà neo. Chị Lan nhớ không? Chị Lan, chị Linh nhớ trà neo. Trà neo này là những trà neo mà để giúp cho những người bị ngứa tay, bị lỡ tay. Đó, quý vị thấy có cái bàn tay trên màn ảnh đó, là ngứa tay, lỡ tay, trong đó có một chai thuốc để xức vô. Và kế bên là một cây trà, coi như là trà mà bị viêm mũi hoặc là bị dị ứng thân thể như bị ngứa đó, thì nó có cái dấu vàng vàng kế bên kêu là NI. Rồi ở đây lại có những cái loại trà, như trà XO này là trà hangover dành cho những người bị say rượu. Rồi trà PP này là trà dành cho những người bị tim mạch đó thưa quý vị, bị cao huyết áp để cần sẽ giảm. Rồi trà cuối cùng đó là trà BG, là trà dành cho những người bị tiểu đường để giảm lượng đường trong máu. Tất cả các loại trà này đều có bán tại Tân Tú Quỳnh, địa chỉ 9583 Bonsa Avenue, thành phố Westminster, với số điện thoại 714-612-7309, 714-612-7309. Đó là những sản phẩm của công ty Calculator Foods và đại diện là Tân Tú Quỳnh phát hành. Quý vị thấy hình ảnh trên màn ảnh. Cơ sở thương mại thứ hai sẽ được giới thiệu đến quý vị, đó là công ty Cây Nhà Lá Vườn của anh Bình Hai Lúa.
đây là một công ty đặc biệt mà không hiểu tại sao mà rất là ưu ái cho chị Trang Thanh Lan. Ưu ái đến một mức độ mà gọi là em ghen tức luôn đó. Em nghe nói ngày hôm qua dọn nhà cho chị, bưng cây cho chị, rồi tưới cây cho chị đó. À, bưng cây thôi, không có tưới cây. À, bình là phụ chị, bình là phụ chị tay tay dọn nhà. Thành ra bình khiên cái máy, cái ghế massage của chị đó đi ra mà một mình nha. Chị nói đi ra bắt thằng bể về làm chung với em, nói không, chị phải tin tưởng em. Trời ơi, một cái ghế massage bự chẳng mà một mình thôi đó hả? Đem lên xe van luôn. Mà à, lúc đó mẹ của mình đang emergency trong bệnh viện. Tội nghiệp quá vậy. Mong cho mẹ, chúc cho mẹ của anh Bình hay lúa được bình yên. Chúc bác và sớm trở về với gia đình. Đúng rồi. Và thưa quý vị, anh Bình hay lúa với công ty cây nhà lá vườn và Home Garden. Quý vị cũng biết rồi, muốn mua một cây, hai cây, ba cây, một vườn cây, tám cây. Em muốn có một cây ổi bốn loại trái, cây xoài ba loại trái, cây mãng cầu bốn, năm loại trái ghép với nhau. Mãng cầu tím, ruột đỏ. Wow. Ở đây có hết. Và thưa quý vị, có luôn những dụng cụ làm vườn mà ở Home Depot không có. Chỉ có ở Bình hay lúa có thôi. Wow. Tất cả các loại phân, mua sỉ, mua lẻ. Quý vị muốn thiết lập một dàn tưới, vân vân, muốn làm vườn chiếc như thế cây, nào? Chiếc cây, chiếc nhánh. À, chiếc cây, chiếc cành thì quý vị có thể gọi cho anh Bình Hai Lúa. Với số điện thoại anh Bình Hai Lúa và chị Tiffany, với số điện thoại là 8558717923 và chị Tiffany 7142601555. À, cảm ơn rất là nhiều người đã gọi cho anh Bình Hai Lúa và chị Tiffany đến đội mà họ tiếp phone cũng hơi mệt mỏi đó. Nhưng mà quý vị có đó là chân dung anh Bình Hai Lúa đó, đó bưng nguyên cái ghế massage trên tay mà thảy giống như là thảy đồ chơi ha. Wow. Rồi những cái mãng cầu tím trái đỏ nè, thưa quý vị nhớ cần về vườn cây ăn trái như thế nào, nhất là những cây ổi không hột, những cây ổi không hột ruột xanh ruột đỏ mà chúng tôi đã ăn rồi rất là ngon, thì thưa quý vị gọi cho anh Bình Hai Lúa theo số điện thoại bên trên. Cơ sở thứ ba thương xin được giới thiệu luôn cho quý vị thật là nhanh, đó là dịch vụ lao động định cư tại nước ngoài với chương trình EB3. Quý vị xin gọi số điện thoại đang hiện trên màn ảnh 714-548-8432 để biết thêm các điều kiện chi tiết về các chương trình lao động định cư cũng như đầu tư định cư và các chương trình chuyển từ du học sinh sang EB3 như thế nào. 714-548-8432. Và bây giờ xin mời chị Mỹ Linh. Hôm nay là cũng tuần sau nữa là mình là Christmas rồi phải không? Rồi, Giáng sinh rồi. Tiền. Before Christmas. Okay. Tiền. Vậy thì hôm nay Mỹ Linh sẽ hát một bài Tiền Giáng sinh, Lời Con Xin Chúa, sáng xin tác tiền của Lê Kim Khánh. Lời Con Xin Tiền. Dương trần đã vang lên bài thánh ca. Mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta. Năm ấy không xa bây giờ, vào một mùa Giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa. Nay mùa Giáng sinh đã về Chúa ơi, lòng con như thấy thiếu đi niềm vui. Đi lễ năm xưa bên người, giờ đây chỉ có riêng tôi, quỳ bên hàng đá lẻ loi. Cầu xin ơn Chúa xót thương, thương nhà Việt Nam chinh chiến thê lương. Lòng con sao mãi vẫn vương, ngày đêm trong ngóng người yêu vắng xa. Mùa Giáng sinh vẫn một mối tình, cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con, ban xuống cho con phước lành, hòa bình thay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh. Cầu xin ơn Chúa xót
nam chinh chiến thê lương. Lòng con sao mãi vẫn vương, ngày đêm trông ngóng người yêu vắng xa. Bao mùa Giáng sinh vẫn một mối tình, cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con, ban xuống cho con phước lành, hòa bình thay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh. Xuống cho con phước lành, hòa bình thay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh. Em thích bài này lắm à. Cái bài hát mà tại sao những bài Noel ngày xưa mà nó cũng hay ghê, nghe trong thời chiến tranh. Đêm nguyện nó cầu ở trong lời chiến tranh là những cái Chúa. Lời rất là tình cảm hay, chiến tranh mà hay thì là hay. Thưa quý vị, bây giờ thì trước khi nghe nữ ca sĩ trẻ Phương Thùy gửi đến các quý vị những bài hát rất là hay, thì chúng tôi luôn tiếp tục xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Tâm Restaurant và Tâm Bakery là một cơ sở thương mại trên thành phố Garden Grove. Với một số phone mà quý vị phải nhớ duy nhất thôi, số phone của Tâm Restaurant đó là 714-262-3437, 714-262-3437. Tâm Restaurant với những món ăn rất là ngon, trong mùa lễ quý vị có thể đến ăn nơi rộng rãi thoáng mát, có thể ăn cả gia đình với hàng trăm món ăn khác nhau, từ ăn chơi đến ăn thiệt. Và với chương trình Food Stamp, thưa quý vị, mở cửa 6 ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, đóng cửa ngày thứ tư. Riêng thứ tư thì tiên mỗi ngày thì có break time từ 3 giờ đến 5 giờ. Nơi đây đặc biệt là có chương trình Food Stamp, quý vị đến ăn trả bằng Food Stamp, và có chương trình có những con robot phục vụ cho quý vị, bưng đồ ăn cho quý vị. Riêng Tâm Bakery thì như thường lệ vẫn có chương trình bán những cái đồ ăn quen thuộc, tâm dâu ua, tâm nai khô, tâm ướp sả, cá ướp sả vân vân, và nhiều món ăn ngon lắm. Thì ở Tâm có một món đặc biệt đó là cơm văn phòng, cơm hộp văn phòng. Mỗi ngày từ 10 giờ sáng, 11 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, với 2-3 phần ăn và một chai nước giá chỉ có 10 đồng mà thôi, mà để trong những cái hộp nhựa plastic rất là sang trọng và đẹp. Và đó là chương trình họ đóng cửa ngày Chủ nhật, về cái mở cửa 7 ngày nhưng mà riêng cái phần cơm hộp văn phòng thì sẽ ngưng vào ngày Chủ nhật, là bởi vì ngày đó người ta nghỉ làm, thưa quý vị. Với một số điện thoại quý vị phải nhớ duy nhất 714-262-3437. Bây giờ trở qua công ty hột xoàn DMG James Arizona của chị Helen. Đây là những loại hột xoàn đặc sản của Arizona, không nơi nào có, thưa quý vị. Chỉ có tại Arizona, bởi vì đây là đá của Arizona, cứng, đẹp như kim cương, và người ta có thể giác cắt của nó bằng 3D, bởi vì nó cứng nên có thể cắt đến 340 vết cắt là maximum, để cho một viên ngọc nó sáng ngời, nó sáng như những viên kim cương thông thường. Được bảo hiểm trọn đời với giá 500 đồng một carat, 1.000, 2 carat, 2.000, 4 carat và 4.000 thì 8 carat. Và quý vị mua chương trình vẫn là ngoài bảo hiểm trọn đời thì vẫn có chương trình mua một tặng một. Mua một viên Arizona được tặng một viên A5 và có giấy tờ đàng hoàng, thưa quý vị, sẽ được bảo hiểm. Riêng công ty DMG James còn có bán vỏ hột xoàn, vỏ cà rá, vỏ nhẫn, vỏ dây chuyền, mặt dây chuyền vân vân, mặn vàng 18. Quý vị gọi cho chị Helen số 480-765-7824, 480-765-7824. Ngoài ra thì ở YouTube của DMG James YouTube đó, thì quý vị vào mỗi ngày sẽ thấy hàng trăm viên kim cương nhân tạo nha quý vị. Kim cương nhân tạo là gì? Đó là một loại kim cương thông thường, thay vì khai thác ở các mỏ, thì đây là kim cương người ta làm trong phòng thí nghiệm với độ cứng tương đương và sắc đẹp cũng tương đương bằng những viên xuất sắc nhất ở nước đi. Và quý vị có thể mua với có giấy tờ GIA đàng hoàng, với giá rẻ bằng rẻ hơn 90% so với kim cương thiệt. Và đặc biệt là nếu quý vị muốn kim cương khai thác tự nhiên thì ở đây cũng có, với giá rẻ hơn 30%. Xin gọi 480-765-7824. Tại miền Nam California có thể đến với Tân Tú Quỳnh, là nơi mà DMG có để một cái display để quý vị đến nhìn tận tay, dây tận mặt, mua những viên kim cương hộp xoàn của DMG James Arizona rất là tuyệt đẹp. Một lần nữa, DMG James Arizona Mosanai xin kính mời quý vị. Và bây giờ kính mời em Phương Thùy hát.
Em hát bài gì đây, bữa nay hát cái gì? À, hôm nay thì em xin được gửi đến chương trình Chuyện Phố Phường một bài, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên, mới bài hát được mang tên là Đừng Hỏi Ngày Mai. Đừng hỏi ngày mai, vậy ra sao cũng được hết phải không? Chuyện tình yêu cũng yêu trước hỏi em qua được. Sâu hay là những phai màu, có những hy sinh cho tình yêu hay chỉ là những đắn đo hoài nghi. Hỏi ngày mai ta còn chung con đường, còn những mộng mơ hay là những ưu phiền, vẫn mãi cho nhau bao nụ hôn ấm hay chỉ là những đắng cay cô đơn. Bên anh em mong yêu thương một đời, đôi ta sẽ đi đến cuối con đường. Em lo lắng có một ngày con đường kia mình em đi. Đừng hỏi đôi ta có mãi yêu nhau yêu dài lâu, hỏi đôi ta có mãi yêu nhau yêu đậm sâu. Chỉ cần anh biết em yêu anh dài lâu, chỉ cần ta biết trong tim ta cần nhau. Chẳng ai cho ta biết trước đôi tim ta sẽ về đâu, chẳng ai cho ta biết trước bao đau thương có hằn sâu. Vậy thì ta hãy yêu như chưa từng yêu, để chẳng hối khi ta không còn nhau. Đừng hỏi ngày mai. Tròn hôm nay mình yêu nhau đi, thật trong tâm em nghĩ mình sẽ yêu nhau như suốt đời. Mà ngày mai thì em không trước bao đau thương cả hằn sâu. Vậy thì ta hãy yêu như chưa từng yêu, để chẳng hối tiếc khi ta không còn nhau. Đừng hỏi ngày mai. Đừng hỏi ngày mai. Cũng hay. Và thưa quý vị, đây là một cái bài hát mà của Phương Uyên và Thanh Hà, hai người yêu nhau và đã làm đám cưới với nhau và hát một cái bài Không Nghĩ Đến Ngày Mai, nhưng mà cái bài quá dễ thương. Phương Uyên viết cái bài này á, là chị Phương Uyên á, là sáng tác mà giống như rằng là cái về cái tình yêu của hai người, giống như là đến với nhau vẫn còn cái đắn đo và cũng ngại ngừng, cho nên cái bài giống như là một kỷ niệm của hai người khi đến với nhau, còn không cần biết ngày sau như thế nào, bây giờ cứ yêu nhưng nhau, mà nếu yêu mà nhau trước hỏi đi. Ngày mai mà hỏi ngày hôm qua được không? Ngày hôm qua hơi kỳ. Hôm qua đi đâu? Hôm qua đi đâu? Ngày hôm qua nhiều rắc rối. Và thưa quý vị, bây giờ thì trước khi nghe chị Trang Thanh Lan sẽ hát một cái bài hay lắm. Chị Trang Thanh Lan hồi nãy chị tập á, mà luôn chúng tôi luôn nghe bài này hay quá, mà xong nghe cái tựa đề lạ quắc cũng chưa bao giờ nghe luôn. Nhưng mà mời quý vị chút xíu nữa nghe. Bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu nhanh đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo đã bảo trợ cho chương trình của Chuyện Phố Phường.
Bây giờ chúng ta bước vào giờ của Hát Nhân Sâm và Tân Thú Quỳnh. Hát Nhân Sâm, hôm nay thưa quý vị thấy là Hát Nhân Sâm, chúng tôi vẫn đang có cái Hát Nhân Sâm này bởi vì mới về cách đây 1-2 tuần nên vẫn còn đang còn hàng rất là nhiều. Hát Nhân Sâm cao cốt của chị Trang Thanh Lan, cao cốt Trang Thanh Lan. Chị Trang Thanh Lan chỉ dít một cái đũa cốt này thôi. Của Trang Thanh Lan. À, chị uống rất là khỏe nha quý vị. Ngoài ra cái loại này, ngoài cái loại cao cốt này thì chúng tôi cũng có thêm cái loại dạng bột và dạng nước. Quý vị cũng thấy dạng bột rồi, đây là những cái loại của hãng Well Crown rất là tốt và tuyệt vời. Phải nói là the best luôn trong tất cả các loại nhân sâm. Càng già càng bệnh càng yếu, càng khó chịu trong người và càng gọi như là người không có power đó, quý vị càng cần phải càng dùng nhân sâm này. Là bởi vì nó cung cấp cho chúng ta một cái lượng năng lượng rất là tuyệt vời. Ngăn ngừa cúm A, ngăn ngừa bệnh ung thư, điều hòa lượng đường trong máu và giúp cho quý vị tăng cường trí nhớ cũng như tăng cường sinh lực là điều quan trọng nhất. Và những cái loại nhân sâm này thưa quý vị, cao mỡ, cao máu, đau tim đều uống được bởi vì nó rất là mát, nó không có bị nóng. Và Hát Nhân Sâm là một cái loại mà coi như là đã được Hát Nhân Sâm thì như vậy. Chúng tôi còn có những loại Hát Nhân Sâm nước, rồi Hát Nhân Sâm đông trùng hạ thảo linh chi. Cái loại này không những bổ gan, bổ thận, bổ sức khỏe mà còn giúp cho những chị Tâm restaurant không còn bị nám mặt. Và rất là nhiều người khác cũng không còn bị nám mặt khi uống loại Hát Nhân Sâm này. Tức là nó rất là tuyệt vời thưa quý vị. Đây là Hát Nhân Sâm đông trùng hạ thảo linh chi, 435 đồng. Và thưa quý vị, cái quà tặng tuần này như thế nào? Thì quà tặng tuần này chúng tôi luôn rất là đặc biệt. Và thấy chị Trang Thái Lan rất là trầm trồ. Chị Lan chỉ cầm cái món quà tặng này dễ thương vô cùng. Đôi giày của con chú Lọ Lem nè quý vị. Cái đôi giày này là loại dầu thơm của Pháp đó thưa quý vị. Quá mà mùi đẹp thơm luôn. Lắm luôn. Mùi thơm lắm, chị hửi thử coi. À, mùi rất là thơm. Và một cái chai dầu thơm nữa là dầu thơm. Ôi, chai kia cũng đẹp quá ha. Thưa quý vị, cái này là dầu thơm của Dubai. Đây là dầu thơm mà không phải là tinh dầu mà là dầu thơm. Trị giá 80 Mỹ Kim mà chúng tôi sẽ tặng đặc biệt trong một số người thôi. Cho 10 cái order đầu tiên hoặc là chai dầu thơm Pháp với cái hình đôi giày này hoặc là chai dầu thơm Dubai. Nghe quý vị. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi số điện thoại 7146127309. 7146127309. Cũng vậy, cái sâm Royo nè thưa quý vị, sâm Royo hoàng gia này, một hộp 1 ký mà nữ ca sĩ Giao Linh hay dùng đó, thì cái này cũng như vậy, một cái hộp 1 ký rất là tốt. Và quý vị cũng được tặng một chai dầu thơm giống vậy. Hoặc là quý vị có thể lựa một cái món khác, đó là collagen trái lựu để giảm cân và tốt da. Đó là những sản phẩm đặc biệt Hát Nhân Sâm. Chúng tôi còn nhân sâm cũ, có nhân sâm cũ và đặc biệt là có nhân sâm cũ thì nó có những cái củ như thế này, những củ mà nó hắc nhân sâm, những củ tốt nhất họ sấy khô để quý vị về tự chế biến, hoặc là hắc nhân sâm mật ong trong cái hộp vàng trên bàn. Đây nè quý vị. Nhân sâm mật ong là cái gói vàng này nên là cái loại này là loại mẹ của Trung Tú Lưu vẫn uống hàng ngày bởi vì nó có mật ong, nó ngọt, nó dễ uống và hắc nhân sâm nguyên chất rất là tốt. Một hộp như vậy 525 Mỹ Kim và vẫn có quà tặng cho quý vị nhé. Rồi bây giờ chúng ta trở qua Tân Tú Quỳnh. Ngoài những cái loại thực phẩm như là gạo nè, gạo cái muỗng vàng, nếp con trâu, rồi gạo quinoa vân vân, gạo đỏ, những cái loại mà tại miền Nam California local thì mới có thể sử dụng được, hoặc là ở San Jose xuống đây chơi mới thể mang về Arizona, rồi Las Vegas vân vân, đi xe đò qua được thì mới mua được những sản phẩm này. Còn riêng quý vị ở tiểu bang thì chúng tôi có những sản phẩm khác, chẳng hạn như lạp xưởng Lào ngon thần sầu, rồi chili chip của Lào cũng rất là ngon, rồi lạp xưởng con đại bàng đen ít mỡ để dành để xuất khẩu ngược về Việt Nam. Và ngoài ra thì chúng tôi có một cái dòng sản phẩm gọi là An Ngưu Hoàng Cung được quý vị rất là ưa thích. Bởi vì tại sao? Nó giúp cho quý vị chống đột quỵ, ngăn ngừa đột quỵ và để giảm đột quỵ hoặc có nguy cơ đột quỵ. Chúng tôi có rất là nhiều loại. Hiện tại chúng tôi đã có 4 loại và cái loại mà the best của Trời ơi, 4 loại ăn ngưu luôn hả? 4 loại ăn ngưu của loại này đã về rồi. Loại thứ tư đâu? Loại thứ tư là loại này, còn một loại nữa. Tự mình cầm đâu có hết. Nhưng mà quý vị cứ biết rằng gọi về Tân Thú Quỳnh đó, thì chúng tôi có rất là nhiều loại ăn ngưu hoàng cung. Và loại ăn ngưu hoàng cung, những cái viên kim hương đan như thế này đó, nó giúp cho quý vị chống lại rối loạn tiền đình và ngăn ngừa đột quỵ. Đột quỵ hay lắm. Và cái hộp đỏ này thì 10 viên, mỗi viên 1 tháng uống 1 viên thôi thưa quý vị. Và chúng tôi xin mời quý vị gọi vào cho chúng tôi sau khi show chấm dứt, hoặc là quý vị xem trên YouTube thì quý vị có thể bất cứ lúc nào cũng gọi cho chúng tôi với số điện thoại 7146127309. Và hôm nay chúng tôi cũng có cái website quý vị cũng thấy để mấy tuần qua, đó là website tân tú quỳnh.com.
Quý vị vào tantuquynh.com sẽ xem được nhiều sản phẩm của Tân Tú Quỳnh. Có thể còn thiếu sót nhưng chúng tôi sẽ đưa thêm lên để quý vị nghe không được trong đây thì vào trong đó tham quan rồi có thể mua tại đó luôn. Và đặc biệt thưa quý vị, trong tương lai thì chúng tôi sẽ có một cái kênh hình ảnh, có nghĩa là một cái Tân Tú Quỳnh TV 24/24 để quý vị vào xem, giới thiệu tất cả những sản phẩm chi tiết hơn về công dụng của nó, những cái talk show về dược thảo, dược phẩm vân vân. Rồi các chương trình giải trí nhẹ nhẹ cho quý vị để đỡ chán thì nó nằm trong cái website tantuquynh.com. Cái đó là trong cái những tháng sắp tới chúng tôi phải đi từ từ. Gan thận bao tử và bổ phổi N38 là những loại chúng tôi đang có. Rồi ngoài những cái loại collagen, con 8 loại cá mà quý vị rất là ưa thích đó, thì chúng tôi vẫn có những loại đặc biệt như dời leo hay là những chai chống nám bằng vàng 24, chống nám tàn nhang mà quý vị cũng ủng hộ rất là nhiều. Cái chai Bergamot như thế này, hoặc là những loại thuốc mụn và còn rất là nhiều sản phẩm khác mà chúng tôi không có đủ thời giờ để giới thiệu cho quý vị. Rồi thí dụ như chống nám, chúng tôi đã có một cái loại chống nám khác nữa thưa quý vị. Cái này là loại chống nám, một bộ chống nám khác. Rất là đẹp. Đây là một bộ kem chống nám khác mà nếp nhăn và nám. Tất cả là hàng này là hàng của Hàn Quốc nha quý vị. Rồi cuối cùng chúng tôi sẽ giới thiệu nhanh một cái sản phẩm mà chúng tôi xin giới thiệu, đó là cái phân vi sinh. Thì quý vị cũng nhớ rằng qua mùa đông mùa xuân tới thì quý vị phải cần đến thân phân vi sinh, thì chúng tôi luôn sẽ giới thiệu nhiều hơn, hoặc là vào trang tantuquynh.com để quý vị xem. Còn cái này thì là chai SD thần kỳ, chúng ta chỉ cần nhỏ vào đây một giọt chà bên đây, rồi nhỏ vào đây một giọt chà đây, rồi uống một ly nước. Nó đã giúp cho tất cả nhiều ngàn người khách của chúng tôi luôn đã hỗ trợ rất nhiều cho việc đau nhức, cho mất ngủ, cho da đẹp, cho bề đây, cho bị ngứa, bị méo miệng. Nói chung là nhiều lắm quý vị. Rất là nhiều. Rất mà quý vị nhớ nha quý vị, đây không phải là một loại chỉ là giảm đau đâu. Nhiều quý vị đã mua ha chị Lan. Nó tái tạo lại kích thích tố. Nó tái tạo lại kích thích tố nên không phải là có nhiều người đó muốn đau nhức. Nó cho những cái hormone nhất mới mà. Đau nhức mà nó lâu quá em nó chưa hết. Em nghe nói là hết ngáy luôn nữa đó chị. Hết ngáy. Hết ngáy luôn nữa đó. Ừ. Nhiều cái hay lắm. Dập bẻ nè. Linh là hết dập bẻ. Chị bị Linh hết dập bẻ. Cái này là thần kỳ. Em là ngủ ngon bây giờ, em không có bị thức đêm mà kiểu như xưa đúng nữa. Rồi. Mệt mỏi lắm. Quý vị biết là chung tôi đâu nhiều khi đi đọc tin buổi sáng đó là 5 giờ sáng, 6 giờ sáng rồi làm tới chiều tới tối. Nhưng mà ngày hôm sau vẫn ngủ 4-5 tiếng mà nhờ cái này nó vẫn khỏe. Bây giờ tới chị Trang Thanh Lan đi. À quên nữa, số phone của chúng tôi 714-612-7309. Lúc nào đó cũng vậy quý vị. Hôm nay Trang Thanh Lan sẽ hát một sáng tác, một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, được theo lời yêu cầu của khán giả của Chuyện Phố Phường. Bài hát được mang tên Niềm Thương Trở Giấc. Sắc tím anh ở hoa cài người thương, nằm trong vòng buồn đong đưa lời ca ngày trước. Em anh hát rằng yêu anh suốt cuộc đời, lời ca đó giữ âm ngàn sao chưa xóa trong tim. Từng đêm thao thức nằm ôm kỷ niệm, nhung nhớ keo hồn anh chìm vào mơ. Bao đêm
nước vào đồng phanh. Đẹp ý duyên lành, còi vàng trần tiền tan mơ trời dưng dưng sáng, liên thanh nổ giòn quê hương biết còn sầu đau là người. Mai một anh về bỏ ngày chờ trần tiền tan mơ trời dưng dưng sáng, liên thanh nổ giòn quê hương biết còn sầu đau là người lính chiến anh đem bàn tay. Mai một anh về bỏ ngày chờ mong, mai một anh về bỏ ngày chờ mong, mai một anh về bỏ ngày chờ mong. Hay quá, mà đừng mày tên gì vậy nữa. Quên cái tên rồi. Niềm thương trở giấc. Niềm thương trở giấc, chúng tôi luôn chắc chắn là sẽ hát lại bài này. Bài này hát là lần nào cũng chị muốn khóc đúng không? Kìa, thấy gì chị Lan có muốn khóc kìa. Mắt của chị hình như mỗi lần hát này thì chị nhớ tới bồ cũ á. Chị Lan chị cũng lãng mạn lắm trời. Lãng mạn lắm. Không, mỗi cái bài hát của chị được ác phụ này rất là lãng mạn. Mỗi cái bài hát của chị đều có một cái kỷ niệm á. Đó. Bữa nào kể hết. Mắt chị đang rơm rớm. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ hát tặng quý vị bài hát Chờ Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị cùng nghe trước thềm Giáng sinh. Ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em.
sóc lại buồn hay sao? Khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, chờ anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi. Xích lại gần bên anh chứ không phải là mẹ vợ xích lại gần bên anh. Okay. Trời ơi ráng là ráng coi kìa. Chị, tại sao mà chị nhịn chị Trung Tử Lưu vậy chị để? Bây giờ hết giờ rồi thì xin Phương Thùy gửi lời chào. Tôi xuống chị quánh nè. Xin mời Phương Thùy gửi lời chào. Hôm nay là Phương Thùy rất là vui, cũng như quý vị khi mà đến với chương trình Chuyện Phố Phường sẽ biết rất là nhiều sản phẩm tốt mà anh Trung Tử Lưu, chị Trang Thanh Lan và chị Mỹ Linh giới thiệu đến quý vị. Đó, hôm nay thì cũng biết một số sản phẩm là rất là tốt. Mong rằng từ trước giờ quý vị đã yêu thương chương trình Chuyện Phố Phường sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ những sản phẩm mà anh em chúng tôi gửi đến quý vị. Chúc cho Tân Tú Quỳnh mà mua may bán đắt, làm ăn phát tài. Chuyện Phố Phường đi em ngồi Chuyện Phố Phường. Tân Tú Quỳnh chỉ là quảng cáo trên Chuyện Phố Phường thôi, đây không phải là giờ. Chúc cho Chuyện Phố Phường chương trình ngày càng được nhiều người yêu thích hơn, và nhiều người sẽ cho giúp được nhiều người biết đến những sản phẩm tốt và giúp được cho cộng đồng của Việt Nam có được cái sức khỏe tốt qua những sản phẩm tốt của Tân Tú Quỳnh. Quẹo tới quẹo lui. Và thưa quý vị, cảm ơn em rất là nhiều, và hy vọng sẽ gặp em lại trong bài hát Chờ Xuân Chờ Thu gì đó trong kỳ tới nha. Em nhớ hứa trở lại với tụi anh nha. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Christmas đặc biệt vào tuần sau. Xin bà chúng ta tới vẫn là chương trình bình thường. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.